Xin chào các bạn nha. Bữa nay mình về quê mấy bạn. Buổi sáng mình ra mình thăm mấy cây hướng dương hôm bữa mình trồng nè. Sẵn lát mình cho mấy bạn xem luôn cái vạn thọ của mẹ mình trồng nữa. Bữa nay mới mùng 8 mà mấy bạn, mà hướng dương của mình nè. Nó nhú nhị bông ra ráo rồi nè. Mấy bạn nhìn nè. Đã chưa? Không biết sớm Tết ha, kịp Tết nữa. Cái này là cái bông cái. Còn mấy cái nách đó mấy bạn. Nè mấy bạn cũng nhìn nè. Mấy cái nách nó cũng ra bông nữa nè. Nó có nhẹ ấy hết rồi nè. Đang nhìn nè, chỗ ngón tay mình nè. Nó có cũng ra nhị bông hết rồi. Mấy cây này cũng vậy nữa nè. Để mình cho mấy bạn xem luôn đó. Bông cái trên nè. Bông cái trên ha. Rồi nhị bông dưới nè. Hầu như là mình thấy là một nách là có một bông á. Cái này dạng hướng dương lùng mấy bạn, cỡ gan tay nè, đó cỡ gan tay vậy là nó có nhị à. Không biết mình cho mình trồng hay là sao á, mà có gan tay là nó ra bông rồi, hết ráo rồi. Không biết mốt có bông đẹp không nữa, để mốt nó nở cho mình cho mấy bạn xem. Bên này có lộn cây, cái hướng dương cao cha mình trồng vào đất, lộn cây này. Mấy cây này là quá sức luôn rồi mấy bạn, không có thấy cái bông giữa mà thấy bông nhánh không à. Mấy bạn nhìn nè, thấy không, toàn là bông nhánh rồi. Còn bên này có hai bông luôn, bông lớn bông nhỏ nè. Cái này cũng vậy nữa mấy bạn, bông lớn bông nhỏ. Cái này cũng chỗ luôn rồi, có nhụ luôn rồi. Còn cái hàng bên kia cũng có luôn rồi mấy bạn, để lát mình qua mình cho mấy bạn xem luôn. Đây như cây này là mấy bạn nhìn rõ hơn nè. Nó có một cái bông cái xong rồi tới mấy bông con nè ở mỗi nách lá mấy bạn. Mấy bạn cái cây này là mấy bạn nhìn rõ hơn, còn cây kia nãy nó hơi rậm quá, thấy đã chưa. Giống này cũng mình cũng mới trồng mấy bạn, hướng dương lùng mà mình cũng mới trồng mà nhìn thấy quá xa đã. Để bây giờ mình qua bên cái vạn thọ của mẹ mình cho mấy bạn xem luôn. Bữa nay nó bung nụ hết rồi. Đây là mấy cái vạn thọ của mẹ mình mấy bạn. Đây ở đây có một dòng, đằng kia có hai dòng nữa mấy bạn. Mấy bên đây nè, ở mé bên hướng cái lưới cái tay mình chỉ là có hai dòng nữa. Ở bên đây mình thấy nó ra bông hết ráo rồi. Nay mùng 8 mà nó ra vậy chắc bông rằm mấy bạn. Còn bên kia nữa, bên kia chắc không, bông 23. Nhà mình trồng bông rằm với bông 23 không mấy bạn, chứ không có bông tết xài có mấy cây à. Cái này vạn thọ màu cam này ra. Hôm bữa mình trồng xong, mẹ mình trồng xong rồi mình đi làm luôn, không có về nhà nên mình không có quay mấy khúc mà ngắt đọt tỉa cây rồi cho mấy bạn xem. Đây cho mấy bạn xem lại nè, giờ nó ra nụ rất là đã, nhìn ghiền luôn mấy bạn. Của mình trồng màu cam không à, không có màu vàng. Đây cho mấy bạn xem lại lần nữa nè. Ở đây có một dòng thôi. Bông quá trời bông luôn. Nhưng cái vạn thọ này mình không có rành gì nó mấy bạn. Không có rành gì nó, chỉ cho mấy bạn xem xưa ấy thôi. Mấy bông hoa lá hẹ mình chứ không có rành nhiều. Để mình qua bên cái vườn bông bên kia nữa cho mấy bạn xem hết luôn. Còn đây mấy cây bông mùng 10 mấy bạn. Nhà mình trồng canh mùng hết, mùng nào cũng có. Mùng nào cũng có bông. Còn đây mẹ mình trồng rau nè. Đây trồng rau. Cái này rau cũng rau nữa. Đây là xà lách mấy bạn. Đây, mẹ mình bao lưới vậy cho mấy cái tối mấy bạn. Tối mấy con sâu bọ nó không vô nó phá. Nãy giờ tưới mình chưa có tháo lưới ra, đi lát mình tháo luôn. Còn bên kia cũng có mấy cây nữa mấy bạn. Bên kia cũng có mấy chậu hướng dương đó. Có hai chậu vạn thọ bữa hổm mình trồng chung hướng dương nè. Mấy cây này là kịp Tết nè mấy bạn. Giờ nó mới nhú nhị bông nè, mới nhú nhị bông nè. Là kịp Tết á.
đây có mấy chậu à, hướng dương đây có mấy chậu à, do bên kia không có chỗ để mấy bạn nên mình để bên này. Còn bên đây cũng có một dòng, hai dòng vạn thọ nữa, đây hai dòng vạn thọ. Cây này là cây mới nhú nhú vậy, chắc cỡ 23 mấy bạn. Đây bông 23, bông đằng kia bông 16 rằm, bông đây bông 23. Đây nó nhú ra hết rồi, nhìn thấy đã không? Nhưng mà nhà mình canh chặt Tết không à, không có đúng Tết. Nói chứ thường thường canh chặt Tết vậy bán đúng nó được hơn mấy bạn. Còn canh đúng Tết á, thì nó dội chợ, nhiều bông quá. Ai cũng canh đúng Tết hết thì nó nhiều bông quá, người ta nhiều lựa chọn quá, mình bán ế. Còn mình cân canh chặt Tết thì nó có mình bán à, bán nên bán được nhiều hơn. Nói chung là nhà mình canh toàn là bông chặt Tết không mấy bạn, không có khi nào mà canh ngay Tết á, canh ngay Tết bông nhiều quá thì nó người ta dội chợ mấy bạn. Còn canh là Tết chút xíu thì chỉ có một hai người có à, nên người ta chỉ có chọn hai ba người thôi. Này đây hai dòng nè, đây hai dòng. Còn ngoài phía ngoài kia, phía ngoài kia cái chỗ cái ao mấy bạn, đó qua bên cái ao bên kia cũng có cái gò nữa. À, cha mình trồng cà chua, cũng có thêm mấy cây vạn thọ nữa mấy bạn. Bông đây nó nở cũng rất là đẹp mấy bạn, mới có mùng 8 mà nó ra cỡ này, chắc ít thêm cỡ rằm 23 để coi rằm 23 coi nó ra bung hết như thế nào, mình có về mình quay cho mấy bạn xem luôn. Này nó nở bung hết rồi nè, nó nhú lên hết rồi, bạn nhìn thấy đã không? Điều nữa. Cái này ngắt bông không biết ngắt sao để qua năm nghiên cứu nó lại coi, nghiên cứu nó mới nó lại xong rồi chia sẻ với mấy bạn luôn. Bông cây nào cây nấy một ôm không. Dạ, bây giờ mình qua cho mấy bạn xem mấy cây hướng dương cao của nhà mình đằng kia luôn. Cha mình trồng phía đằng kia kìa mấy bạn, ở phía đằng đó đó, với ở đó cũng có mấy cây vạn thọ trồng canh cho mấy đợt Tết đó, như lúc đầu mình giới thiệu mấy bạn á. Rồi để mình đi qua đó luôn nha mấy bạn. Mấy cây hướng dương rồi mấy bạn, cái hướng dương này hướng dương cao mà tới nay mình thấy nó cũng lùng lùng vậy nè, mà thấy hình như nó nhú nhị bông ra giáo rồi nè mấy bạn, nhìn nè, để cho mấy bạn nhìn luôn. Đây rồi, nhú nhị bông ra ráo rồi, không biết nó cao cỡ nhiêu thôi, nghe người ta nói là hướng dương cao. Cây này cũng vậy, nhú giáo rồi, mấy cây cao vậy nhú giáo rồi mấy bạn. Nên mấy bạn nhìn nè, đó, ở trong đó, nhú giáo rồi, lên chút xíu nữa lên một hai lá nữa là nó lên bông rồi. Mấy cây này là nó ra ngay Tết luôn á. Còn bên đây cũng có mấy cây vạn thọ nè, vạn thọ này nè, chắc cũng ngay Tết mấy bạn, bữa nay nó mới nhú nhị ra nhỏ nhỏ nhí nè. Ở đây chừng mấy chục cây, 40-50 cây rồi mấy bạn. Vạn thọ này mới 40-50 cây à. Trồng chia ra trồng mấy bạn, mùng nào cũng có. Bên kia con cây nó đặt chét à, bên này nè. Đó, con cây vạn thọ mà đẹp chét à. Này cha mình trồng hướng dương, trồng một hàng đây luôn. Lấy một hàng cặp hông nhà nè, cho nó đẹp mấy bạn. Còn đây phân cho để ít bữa mình dọn luôn, ít bữa mình xuống dưa gan á, dọn sạch sẽ chỗ này luôn cho nó ra. Là chỗ này nó sáng lên nè. Hổm mình để đồ làm đồ á, mình để bài bên bố trận đây luôn. Mình đang ngồi ở chỗ cái dòng bông vạn thọ lúc đầu tiên mấy bạn, chỗ cái gần cái hướng dương nè,
để em ngồi đây mình ngửi mùi hương nó chút xíu mấy bạn, rồi mình đi vô mình đi ăn sáng, rồi mình chạy ra ông cậu mình phụ ông cậu làm đồ ngoài kia. Mấy rày mình làm ở trên Sài Gòn thôi, bữa nay mình về mình làm ở phụ ông cậu. Rồi bây giờ mình ngồi mình ngửi mùi hương nó chút xíu mấy bạn. Cái hương bông vạn thọ này nó rất là thơm. Nó mới nhú nhú như vậy mà nó đã có mùi hương mấy bạn. Khi mà nó nở ra mùi hương thơm cực kỳ luôn. Rồi bây giờ mình chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Bye bye.